Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai giữa hai đội tuyển SKT và đội tuyển KT Roster. Ở trận đấu thứ nhất thì đội tuyển KT họ đã giành chiến thắng khá là thuyết phục. Và bước sang vào đấu thứ hai này, KT họ ở đội xanh, trong khi đó SKT họ ở đội đỏ. Chúng ta điểm qua một chút về ngọc tái tổ hợp của cả hai team. Smap cầm cho mình đó là cái triệu hồi Eri. Score cầm cho mình dãy thú săn mồi. BD cầm cho mình đó là cái bước chân tấp. Xạ thủ Gargo cầm sẵn sàng tấn công với Lucian. Đó là dư chấn với con bài Nautilus. Trong đó Khan cầm đó là triệu hồi Eri với Vladimir. À sorry bạn, tăng tốc pha với Vladimir. Glit cầm cho mình sốc điện. Bước chân tấn tốc với Akali. Teddy cầm cho mình đạo tặc. Và Mata sử dụng đó chính là cái dư chấn. Nautilus là một vị tướng có khả năng châu bò rất khỏe ở thời điểm đầu trận đấu. Đặc biệt cấp độ 1 là các bạn nâng cái chiêu W lên ấy, khỏe cực kỳ luôn. Cấu rỉa máu nhẹ nhẹ đến từ Faker, bóc cái lớp nội tại đến từ BD. Rồi đường trên này, kèo đường trên là một cái kèo mà cả hai team đều quan tâm cả. Bởi vì dây mà để lẻ tốt và đi đường tốt so với Vladimir thì con Vladimir này rất là khoai. Vladimir khởi điểm với một cái giáp và bốn cái bình máu. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Bốn bình máu này sẽ giúp cho Khang khả năng hồi phục tốt để chống lại khả năng rỉa máu đến từ Smap. Đây các bạn có thể thấy cầu sớm gấp tốc không trúng đến từ Smap trong pha thi đấu vừa rồi. Khang có cho mình cái lượng nộ rồi và có thể hút máu tốt. Rồi cầu sớm rất tốt đến từ Smap và Khang bị cấu rỉa máu không hề nhẹ. Khang phải cắn cho mình bình máu đầu tiên rồi. Khoai quá. Cầu sấm lại không trúng đến từ Smap rồi. Như vậy đường trên này Smap vẫn chưa thể nào đàn áp được với đối phương. Ai cấp độ 2 trước? Cấp độ 2 trước đã có đến từ Khan. Khan có cho mình cái nộ rồi. Smap đang muốn làm gì đây? Smap đang muốn tấn công vào người của Khan. Khan lặn xuống hồ máu nhưng nó không chuẩn xác. Khan có cho mình cái hút máu được cường hóa. Lại đánh vào người của Khan. Và Smap còn một chấm máu lùi về. Khan có tốc biến không? Khan có cái thời gian hồi chiêu quy rất lâu. Bây giờ quan trọng hơn là score di chuyển đến đường trên trong đó. Clip thì không. Bây giờ Khan phải vô cùng cẩn thận, Khan đang cắn cho mình bình máu vô cùng kịch liệt. Muốn tấn công người Khan, Khan có hồ máu chưa? Khan chưa có hồ máu và phải tốc biến trong pha thi đấu vừa rồi. Như vậy đây là một pha ganh tương đối thành công dành cho người chơi đi rừng của đội tuyển KT. Và là một pha lăn thùng rượu để kiểm soát cái thế lính nữa. À, kiểm soát cái bản đồ nữa để khiến cho đối phương biết chắc là đối phương không ngay ở đây. Phát hiện ra tầm nhìn của Clit rồi, hai người đi rừng chạm mặt nhau. Nhưng bây giờ thì khoai. Cả hai người chơi đi rừng chỉ muốn hỗ trợ cho người chơi đi đường mà thôi. Bởi vì cái thế lính mà nào băng như thế này ấy thì KT Roster sẽ rất là thọt. Đặc biệt là người chơi đường trên Smap. Rồi đẩy được cái tên lính này vào trụ và Smap có thể thoải mái thong dong lùi về nhà và mua cho mình những cái trang bị tiếp theo. Còn đứng giữa thì 20 chỉ lính so với 23. Faker cầm cho mình đó là cái khiên, còn BD cầm cho mình cái kiếm. Vừa rồi có một pha trao đổi chiêu thức nhẹ nhẹ. Và rõ ràng con Nautilus ở thời điểm đầu trận đấu nó khỏe lắm. Nó có một cái lớp khiên rất là khỏe đến từ cái W. Nhắn nhủ thông tin dành cho anh em luôn để anh em đỡ thắc mắc, đó là Nautilus dùng Q là có hất tung nhẹ nhẹ nhá. Nó hất tung rất nhẹ để khiến cho Yasuo có thể sử dụng chăn trối được. Rồi Faker có khả năng hồi phục máu, máu tốt đến từ cái bước chân tốc. Chính vì thế BD đang chơi khá là trùn chân so với đối phương. Và cả cái Khiên nữa. Yasuo thì khởi điểm với Khiên nó không tốt. Bởi vì tại sao? Cái đòn lốc nó gây sát thương diện rộng mà. Khi mà bạn lốc trúng nhiều mục tiêu ấy thì cái lượng hút máu nó cũng sẽ nhiều hơn. Do đó đa số game thủ sử dụng cái kiếm Doran với con bài Yasuo chứ không phải là Khiên Doran. Bởi vì cái lốc, ví dụ các bạn lốc trúng 3 con lính được, mỗi con lính được 100 máu thì nó sẽ tính cho bạn là 300 máu để hồi máu dựa trên cái lượng hút máu của cái kiếm Doran. Đó chính là lý do tại sao mà con Yasuo nó hút máu rất mạnh với cái huyết kiếm. Rồi trở lại với trận đấu này thì rõ ràng ở đường dưới của đội tuyển SKT họ đang chơi một cách bình thản và đợi farm. Clit đang muốn gank chăng? Không có tầm nhìn đến từ bên phía KT Roster. Gargo có thể gặp nguy hiểm trong pha này. Galio có thể sử dụng gồng và cái tốc biến của mình. Đôi cánh có tốc biến lên và Nautilus lên bảng trang. Nautilus đu vào cái tường nhưng mà không đủ tầm rồi. Teddy vẫn có một đòn đánh thường cuối cùng.
Bây giờ Gango hết năng lượng rồi, không thể nào làm được gì cả. Một pha combo rất tốt đến từ Mata. Và nhồi thêm hiệu ứng khống chế đến từ combo cờ kích của Clit. Và một pha đòn đánh cuối cùng đến từ Teddy lấy đi một mạng của Nautilus trong pha thi đấu vừa rồi. Rồi có chiêu cuối đến từ Yasuo. Mình vừa dụi mắt một cái đã có một mạng rồi. Vừa lên level 6 đến từ BD và bây giờ Faker nằm xuống mạng đầu tiên trong trận đấu này. Yasuo truyền nhân của mấy game thủ Việt Nam đây rồi. Đây chúng ta cùng xem lại một pha thi đấu trong thời điểm tới. Còn đường trên thì rõ ràng Khan phải lên cho mình cái giáp tay Seeker thật sớm, nếu không muốn bị ăn hành nhẹ nhẹ. Đây chúng ta xem lại pha này. Đây là một pha combo rất tốt đến từ Mata và nhồi combo cực kích đến từ Zavan. Snowflower bật cho mình cái lớp khiên lên nhưng mà tinh hoa tuôn chảy trúng, khiến cho Teddy có một lượng sát thương ổn lên người của Nautilus. Và đây chúng ta lại xem lại pha mà BD solo kill Faker. Đó, sử dụng con Yasuo này rất tốt và có một cái hiệu ứng lốc trên người, sau đó lướt vào con lính để sử dụng lốc trúng vào người Faker, sử dụng chăn trối có thiêu đốt và thiêu đốt là đủ rồi, sau đó lướt về người của Faker để khiến cho trụ gây được ít sát thương hơn. Rồi Faker làm gì đây? Faker lặn trong cái lớp khói này. Faker sử dụng chiêu E lùi về và cả chiêu cuối nữa thì phải, đó chính là chiêu cuối sát chiêu hoàn hảo. Như vậy Faker vừa mất cho mình chiêu cuối rồi, không thể nào có thể tấn công lên người của BDD trong thời gian tới. Glit lại muốn ganh khi mà biết rằng Nautilus không còn tốc biến. Nautilus đang đứng rất thấp so với đối thủ. Máy dọn lính như tung ra đến từ Snowflower. Và Snowflower có một chiều lính khá là ổn. Mata cũng vậy. Về nhà cả hai đều mua cho mình đó là cái vòng tay Dragon. Hụt một con lính xe đến từ BD trong vài đấu vừa rồi. Mà vừa rồi anh chàng này cũng khá là hối hận đấy. Bởi vì xe bây giờ nó là một chỉ số tiền khổng lồ. Lả lướt rất khó chịu đến từ BD. Hất tung thành công vào người Faker. Score và Clit đều muốn ganh lên người của những người chơi đường giữa. Hất tung thành công đến từ bên phía của SKT. Chăn chối lao vào đến từ Faker, BD. Faker nằm xuống rồi. Tuy nhiên Ragaz cũng phải trả giá theo sau. Và có dịch chuyển đến từ ai? Có dịch chuyển đến từ Khan. Và Khan không có dịch chuyển thì lại ăn hành tiếp thôi. Vừa rồi là một pha xử lý rất tốt đến từ BD và người được chơi đồng đội của mình đó chính là Score. Tuy nhiên sát thương đến từ Clit và Mata là có trong pha thi đấu vừa rồi. Bây giờ con Yasuo này đang là 2-0-0, rất xanh. Faker bây giờ 54 chỉ số lính và rất may là mạng vừa rồi lại thuộc về Faker. Nếu không thì lại còn càng khó thở hơn nữa. Đây chúng ta xem lại pha này. Hất tung rất tốt đến từ BD. Và một pha combo ổn đến từ Clit. Và lại hất tung thành công nữa đến từ cái lốc của Yasuo, nhưng mà Mata đến rất kịp thời. Nếu không có Mata trong trận pha này thì có lẽ là bên phía của SKT họ sẽ mất cả chi lẫn chài. Trở lại với trận đấu này thì SKT họ đang muốn farm thật nhiều chứ không muốn đánh nhau vội, bởi vì người chơi đường trên đã thọt rồi, đường giữa cũng thọt rồi. Score có mặt ở đây, làm chậm thành công đến từ cái thùng rượu và Faker ẩn mình trong cái làn khói và lùi về đi một cách rất là thong dong và nhẹ nhàng. KT họ quyết định không tấn công khi mà cả các chiêu thức cuối đều không có. Tất cả các chiêu cuối của hai người chơi đi rừng và đường giữa đều không có. Ở đường trên thì Smap đang đứng lùi về rất sâu khi mà không có tầm nhìn của Glit. Khan cấp độ 8, trong khi đó Smap mới chỉ cấp độ 7 mà thôi. Về nhà có cho mình thêm một cái giáp tay Seeker là một cái mốc trang bị rất là quan trọng với người chơi đường trên của bên phía SKT. Bởi vì nó kháng đi rất nhiều chỉ số sát thương đến từ Smap. Bây giờ Smap đang cầm trong mình khá nhiều tiền. Chính vì thế Smap bây giờ vẫn chưa đánh lại được so với Khan. Bây giờ phải về mua đồ đã. Faker đang khá thọt ở trận đấu này so với đối phương. Còn ở đường dưới thì gương vô danh chưa có đến từ Gango. Lag rồi. Holy shit. Anh em đợi mình một xíu. Rồi, ok. Mình không hiểu tại sao lại lag trong vài đầu vừa rồi. Rồi trở lại với trận đấu này thì rõ ràng SKT họ đang phải phòng thủ một cách vô cùng cực đoan ở đường trên, đường giữa
Còn ở đường dưới, Teddy đang có một cái chỉ số lính rất tốt trước cái kèo Lucian này. Lee đang muốn ra đường giữa để hỗ trợ người đội của mình. Có thể di chuyển vào con sứ giả khe nứt. Sứ giả khe nứt đang được score kích hoạt lên. BRBD có thể lao tới với cái chăn trấu của mình. Cả hai chiêu cuối của người chơi đi rừng và người chơi đường giữa của SKT roster đều có. SKT họ phải vô cùng cẩn thận. Cấu rỉa máu rất tốt đến từ Smep. Các bạn để ý rằng Smep về nhà mua cho mình rất nhiều trang bị sát lực. Có combo tốc biến nhưng mà kỳ kích thành công đến từ Clit. Thoát khỏi cái pha làm choáng đến từ pha lăn bụng vừa rồi đến từ Score. Và như vậy là một vất một pha tốc biến hơi uổng đến từ người chơi đi rừng của bên phía KT roster. Và quan trọng hơn là Zavan bây giờ có cho mình cái trang bị đi rừng lớn rồi. Trong khi đó Score thì không. Smep có tốc biến không? Có tốc biến trong pha thi đấu này. Nhưng mà có tốc biến có thể sẽ vẫn phải lên bàn điểm số. Rồi ăn thành công, kiểm soát thành công con cua này. Smep có thể bị ganh. Nhưng mà Clit đang dình nhưng mà Score đứng rất gần đây rồi. Smep cầu sống có cảm giác tốc không trúng một người của Khan. Và như vậy là cả hai team đều không muốn đánh nhau trong pha thi đấu này. Bởi Clit đang muốn dình. Đại địa chấn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cấp độ 8 đã có đến từ Clit. Đây là một cái thông tin vô cùng quan trọng. Khan vừa rồi dính cầu sống có cảm giác tốc. Faker làm gì đây? Faker bị kẹt giữa ba thành viên của bên phía SKT roster. Faker né chia rất tốt và lùi về thành công. Sau khi Galio đã có mặt ở đây để đảm bảo cho an toàn cho người chơi đường giữa của mình. Còn đường dưới thì Teddy đang được farm rất là thoải mái. Mà nó có cho mình găng tay băng giá rồi. Trong đó Lucian có cho mình được luôn cái hưu mô danh. Đây là mốc trang bị rất là quan trọng với người chơi xạ thủ bên phía KT roster. Clit đã muốn dình cầu sống cầu gia tốc rồi trúng với người của Khan rồi. Chiêu cuối thả ra đến từ Khan. Smep đang gặp nguy hiểm. Smep đang bị dính hút máu đến từ Khan. Có combo trúng đến từ Zavan. Và như vậy Khan lặn xuống một máu mạng dành cho Clit trong vài đấu vừa rồi. Và không chỉ một mạng dành cho Khan mà cả cái lớp khiên trụ nữa. Nó cũng sẽ thuộc về người chơi đường trên của đội tuyển SKT. BD đang làm gì đây? BD vừa dùng chiêu quy nó hơi mù mắt nha. Lốc không trúng người của Faker. Sứ giả khen được kích hoạt đến từ bên phía của Clit. Đây là một cái bước đi cực kỳ quan trọng dành cho người chơi của đội tuyển SKT. Bởi vì tại sao? Cách lên đồ của anh nó thiên về khả năng phòng ngự rất nhiều. Rồi Faker dính chăn chối rồi, dính cả thiếu đốt nữa. Dùng cả tốc biến lẫn cả chiêu cuối. Faker đã bị thiếu đốt và lộ diện rồi. Sử dụng chiêu cuối lần 2 đến từ Faker. Đồng hồ ngân đạo được bật đến từ Score. Nhưng mà Score phải lên bàn điểm số rồi. Faker cũng vậy. Có hất tung đến từ chiêu cuối Snowflower. Snowflower bị cô lập và phải tốc biến lùi về. Như vậy là 1-1 đến từ cả hai team. Cầu sống cảm giác tốc độ trúng đến từ Smep trong pha thi đấu vừa rồi. Như vậy là Khan lùi về. Cả hai team chấp nhận với một pha combat đổi mạng. Di chuyển của Học lên đến từ Teddy. Mà Teddy phải vô cùng cẩn thận nha. Bây giờ Yasuo Kide là 3-0-0-126 chỉ số lính ở phút thứ 14 trận đấu. Chỉ số lính cao nhất. Không phải là cao nhất. Cao thứ 2 sau Lucian. Đây chúng ta cùng xem lại pha này. Faker sử dụng hai chiêu thức nó hơi trùng nhau. Là chiêu cuối và cả tốc biến. Chính vì thế cái khoảng cách di chuyển của Faker nó không được xa cho lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa với cái sát chiêu hoàn hảo đến từ cái kích hoạt lần 2 thì nó vẫn gây được một lượng sát thương ổn lên người của Gragas trong pha thi đấu vừa rồi. Và trở lại với trận đấu này thì rõ ràng bên phía KT họ đang muốn tấn công mạnh ở vị trí đường giữa này. Họ muốn khai thác vào vị trí của Faker. Khi mà Faker lên đồ nó hơi lông côm, các bạn để ý rằng đồ Faker nó hơi mảnh lẻ một chút. Trong đó trang bị lớn đầu tiên của BD đã có rồi. Với cái áo choàng tím trong người thì BDD bây giờ có bao nhiêu phần trăm tỷ lệ chí mạng nhỉ? 20 cộng với 25 là 45 nhân 2 là 90. Như vậy gần như chém phát nào chí mạng phát đấy đến từ bị người chơi đứng giữa của đội tuyển KT. Ở đường dưới, chúng tôi muốn quan tâm đến đường dưới nữa. Ở đường dưới là sẽ là cái kèo mà kết liễu trận đấu này. Hai lớp khiên trụ đã thuộc về bên phía của KT. Trong cái đó chỉ một lớp đến từ người chơi đường trên của SKT, đó chính là Khan. Hơi vô lý một tí khi mà Khan phải chơi với một cái động thái đó là phòng ngự trong suốt khoảng thời gian đầu trận đấu. Phát bắn thần bí rất là tốt đến từ Teddy. Cái găng tay băng giá nó có vừa có giáp, nó vừa tăng cái khả năng đẩy đường. Đây là một cái item rất là quan trọng với người chơi Ezreal khi mà đối đầu với Lucian.
Cái găng tay mang giá đẩy đường mạnh lắm. Rồi có bật cho mình giày thú săn mồi lên làm chậm đến từ Score. Chăn chối lao vào người của Khan. Khan có khả năng hồi máu đến từ chiêu cuối. Ở bên này thì Khan có được một mạng rồi. Clip đã bị cô lập. Clip cũng phải nằm xuống theo. Như vậy một đổi với một dành cho cả hai đội tuyển này. Quan trọng hơn là bây giờ người Anh Score đang chịu khổ rất nhiều và nhường hết cái bát cơm dành cho người chơi đường giữa, đó chính là Yasuo. Ở đây Khan có cho mình cái kích hoạt hồi máu và được cầu sống của gia tốc, nó không trúng. Như vậy là bên phía Smap họ sẽ lùi về. Cầu sống của gia tốc trong hai đấu vừa rồi nó trúng thì nó sẽ mở ra cơ hội tấn công dành cho Smap. Tuy nhiên rất tiếc là nó không trúng. Score rất là yếu, các bạn có thể thấy. Bây giờ Score mình nghĩ sẽ lên đồ hổ cát tiếp theo để sống chứ không lên đồ sát thương nữa. Cầu sống của gia tốc nó trúng rồi, mà từng đó không đủ sát thương để tấn công lên người của Khan, bởi vì Khan có được một cái kích hoạt của cái truyền máu rồi. Rồi đây là một pha chăn chối vào Score dính chiêu cuối Vladimir. Đây là một cái chiêu cuối rất tốt đến từ Khan, nó giúp cho Khan có khả năng hồi máu. Mà BD khỏe quá, BD chém một người của Clit cảm giác như tụt máu tụt không phanh. Và quan trọng hơn là Khan bây giờ có đồ rồi. Khan không phải sợ người chơi đường trên bên phía KT nữa. Trong đó Smash về nhà mua cho mình một cái kiếm răng cưa để kháng đi sát thương đến từ con bài và Vladimir này. Quan trọng hơn là Yasuo bây giờ King Day là 4-0-0. Đánh kiểu này thì những người chơi khác trên bản đồ sẽ rất là khổ, ngoại trừ Yasuo. Lucian ở trận đấu này không thể hiện được nhiều. Bây giờ Ezreal đã có cho mình hai trang bị lớn rồi. Đây là mốc trang bị rất là quan trọng với người chơi Ezreal khi đối đầu với Lucian. Và nếu mà không thọt trong giai đoạn đầu của trận đấu thì ở thời điểm hiện tại, thôi bỏ qua một bên thì Clit đang muốn luồn ra đằng sau của đội tuyển SKT. Có gồng, có khiêu khích đến từ đội tuyển SKT. Score tốc biến nhưng mà Score dính thiêu đốt. Score có nằm xuống không? Kích hoạt gồng vô danh, nhưng mà Gango cũng phải lùi về trong thi đấu này. Và như vậy Gango phải tốc biến trong pha thi đấu vừa rồi. Mạng dành cho Mata với cái thiêu đốt của mình. Ở đường trên có đánh nhau rồi. Khan hút máu rất mạnh đến từ cái truyền máu có cường hóa của mình. Gango muốn giữ cho mình con bồ đỏ này, nhưng mà Clit rất lạnh lùng. Đợi con bồ đỏ có combo đến từ Clit, đắn tấn công vào người của Gango. Nhưng mà Gango được bán chiêu cuối tung ra, chính là Mata trong pha thi đấu vừa rồi. Và mạng dành cho Clit. Chiêu cuối của Nautilus nó không cứu được Lucian trong pha thi đấu vừa rồi. Lucian thi đấu hơi chủ quan và không còn tốc biến nữa. Nằm xuống là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Bây giờ SKT họ kiểm soát cho mình con rồng đất, con rồng đầu tiên của trận đấu này. Và Ezreal đang có lợi thế một chút ở vị trí đường dưới. Và các bạn có thể thấy Ezreal bây giờ có hai chỉ số hỗ trợ trong người và lấy đi cái trụ đầu tiên của trận đấu. Anh chàng này muốn deny lính luôn, khiến cho đối phương không có một chỉ số lính nữa. Như vậy là SKT họ đang có một cái tín hiệu khả quan ở cả đường trên lẫn đường dưới nữa rồi. Cả người chơi đi rừng nữa. Ngoại trừ đường giữa ra thì có lẽ là tất cả vị trí còn lại họ đều bằng lòng với cái số phận của mình. Đó chính là SKT. Score ở trận đấu này các bạn thấy Kinea kìa, 0-4-3 đến từ Score. Rất khổ rồi. Còn Faker cũng vậy, Faker Kinea là 1-3-1. Về nhà có cho mình được một cái kiếm súng hay tách rồi. Nói chung đồ như thế này vẫn có thể gây sát thương ổn, trụ đường ổn, nhưng mà khả năng tạo đột biến là không nhiều. Bây giờ Ezreal là muốn lên cho mình cái vô danh tiếp theo hay chăng, hay là muốn lên quyền trợ đại thiên sứ. Thần kiếm Mana Moon vẫn chưa hóa. Bây giờ SKT là muốn tổ chức gank ở đường giữa này, nhưng mà gank con Yasuo thì hiện tại nó là quá khó với Kinea là 4-0-0. Sứ giả Khedit đang được bên phía của SKT ăn thì phải. Clit đang là người ăn. Teddy có thể gặp nguy hiểm trong pha thi đấu này. Score đang rình rập vào ai? Score muốn rình rập vào Teddy. Và một pha mắt cắm mắt kiểm soát kìa, ngắm ngay giữa mặt của Score, khiến cho ý định gank của đối phương bị phá sản hoàn toàn. Rồi sứ giả Khedit được ăn thành công đến từ bên phía của SKT khi mà con Baron nó chỉ còn 5 giây nữa nó hồi sinh. Cái trụ đường dưới, cái trụ đầu tiên dành cho KT roster, nó đã nằm xuống rồi. Ở đây có trao đổi chiêu thức nhẹ nhẹ, cầu sống của gia tốc đổi trúng với người Clit. Tuy nhiên sát thương của Smap ở thời điểm hiện tại là chưa nhiều cho lắm. Và đồ của Clit ở thời điểm hiện tại cũng rất khỏe nữa. Các bạn để ý đồ của Clit kìa.
Một món trang bị rưỡi rồi. Smap được cắt cửa ra để ăn con bùa xanh này. Smap có thể gặp nguy hiểm trong trận đấu này. Chỉ làm chậm đến từ cái lớp giáp của Javan. Nhưng mà Smap đứng giữa đại địa chấn và lên bảng với cái sát chiêu hoàn hảo của Faker. Như vậy là Faker có thể thở được rồi. Một mạng vô cùng quan trọng. Và Smap ở trận đấu này thi đấu không hề tốt một chút nào cả. Cầm ở một kèo trên ở đường trên. Nhưng mà anh thi đấu nó hơi lỏng lùng, khiến cho đối phương có ganh được anh. Và sau đó thì anh lại bị thọt dài dài. Hai trang bị lớn đã có đến từ BD. Đây là một mốc trang bị rất là quan trọng với người chơi, bất cứ người chơi Yasuo nào. Sau đó BD sẽ lên đồ thủ. Còn bài Nautilus này nó vẫn chưa phát huy được nhiều tác dụng cho lắm ở trận đấu này. Bởi vì nó sát thương không ra sát thương, mà hiệu ứng khống chế nó cũng chả ra hiệu ứng khống chế. Nó hơi yếu. Rồi, Mata. Mata đồ rất khỏe luôn, các bạn để ý đồ Mata kìa. Lên đồ theo hiểu kiểu sống chống chịu thứ hai luôn ấy. Chứ không phải lên đồ theo kiểu cơ động nữa, giống như các hỗ trợ khác thường lên đồ. Rồi trở lại với trận đấu này. Rất nhiều chỉ số giáp bây giờ mình mới để ý rằng bên phía của KT Roster họ không có nhiều vị tướng gây sát thương phép cho đội hình của mình. Chính vì thế bây giờ các bạn thấy Mata đúc cho mình rất nhiều chỉ số giáp trong người. Và những thành viên khác của đội tuyển SKT cũng vậy. Họ có ít nhất một cái đồ tăng chỉ số giáp trong người. Và Teddy bây giờ đã hóa xong cái thần kiếm Mana Moon rồi. Về nhà có thể hướng tới cái quyền trượng đại thiên sứ tiếp theo. Trong khi đó Gango vẫn chưa có cho mình hai trang bị lớn. Đây là một cái mốc trang bị mà con Lucian nó rất là yếu. Bởi vì cái dìu đen nó đắt hơn một chút so với các trang bị khác của các xạ thủ. Rồi kéo thành công. Có cả chiêu cuối đến từ người chơi Nautilus. Mà Mata tốc biến về. Tường gió nó chặn ra. Tốc biến à, không phải chưa dịch chuyển đến từ Khan. Khan dùng chiêu cuối rất đẹp. Và Smap bị cô lập. Smap nằm xuống trong pha thi đấu này. Và chăn chối không được tung ra đến từ BD. Lúc đầu thì mình nghi ngờ là BD thuộc về, có bố mẹ ông bà thuộc họ hàng người Việt Nam, nhưng mà không phải. Người Việt Nam chắc chắn là sẽ sử dụng chăn chối trong hai trận đấu vừa rồi. Sứ giả khai nước được thả ra, nó hút vào cái trụ đường giữa này. Nhưng mà con sứ giả này nó không đem lại quá nhiều giá trị cho lắm, khi mà cái trụ của bên phía KT Roster còn rất nhiều máu. Thanh trường được tung ra chỉ để dọn lẹp dẹp lính mà thôi. Bởi vì Lucian bây giờ về nhà mua đồ, mua cho mình một cái rìu đen. Và các bạn thấy Nautilus nó không hiệu quả lắm. Và Mata với cái lối lên đồ của mình nó trâu, cực kỳ trâu luôn. Đây các bạn có thể thấy rất nhiều sát thương được tung ra đến từ bên phía của KT Roster. Nhưng mà Mata đã chặn lại nó với cái bộ đồ của mình, đậm chất giáp của mình. Và Khan có một pha dịch chuyển rất tốt. Và sử dụng chiêu cuối tuyệt vời nhá. Rồi BD đang được cắt cửa ra để đẩy lẻ. Đây là cách lựa chọn của đội tuyển KT Roster. Nếu mà đẩy lẻ thì bốn thành viên còn lại nó sẽ thi đấu kiểu gì, khi mà bốn thành viên còn lại đều bị thọt so với đối phương. Cấp độ 14 so với cấp độ 13, chiêu cuối được thả ra đến từ Vladimir. Và Khan đang muốn lao tới. Khan làm trận thành công Smap. Có truyền máu đến từ Khan, lấy đi một nửa lượng máu của Smap trong pha thi đấu này. Mà không sao cả, cái tiền đề. Rồi ở đường trên có siêu hùng giáng thế, nó hất tung vào người của Yasuo. Faker làm gì đây? Faker bị chăn chối ra. Faker sử dụng chiêu cuối để lùi về. Và bây giờ Mata là người bị chịu đạn thay dành cho người em của mình ở vị trí đường giữa. Mata bị hất tung đến từ chiêu cuối của Nautilus. Mata nằm rồi. Và có chiêu cuối đến từ Score không? Có chiêu cuối, không có chiêu cuối đến từ Score. Và như vậy là bây giờ Faker lùi về thành công. Nhưng mà Mata phải chết thay dành cho người em của mình. Và bây giờ bên phía của SKT họ lấy thành công cái trụ thứ hai đường dưới. Ngược lại cũng vậy, KT họ lấy thành công cái trụ thứ hai ở đường trên. Và ngoảnh đi ngoảnh lại thì Smash bây giờ không 4-1 rồi. Mình cũng không hiểu tại sao mà ông Smash ông lại ở lại trụ trong hai đấu vừa rồi. Và kịch bản thì các bạn có thể biết rồi, Javan băng trụ của mới Vladimir khi mà Khan đã mất đi một nửa lượng máu. Đây chúng ta xem lại pha này. Đó, combo tới, tốc biến lên và đại địa chấn đến từ Blitz. Và sát thương là đủ đến từ cái dáng long kích cuối cùng. Còn đứng trên thì Faker đang bị băm bổ liên tục đến từ BD. Và Faker bị dính rất nhiều sát thương.
siêu hùng giáng thế được tung ra đến từ Mata, nó không giúp cho bên phía SKT có được một cái lợi thế trong Final Battle rồi. Và Mata phải chịu trận thay dành cho người em của mình. Rồi trở lại với trận đấu này thì bên phía của SKT họ đang có một vị trí rất ổn, đó chính là vị trí xạ thủ và vị trí đường trên. Đi rừng cũng có một Kindia xanh nữa. Chính vì thế nên là bên phía của SKT họ không sợ phải combat so với đối phương nữa rồi. Kèo đẩy lẻ cũng không sợ nữa khi mà Vladimir bây giờ thoải mái chơi trên cơ so với con bài dây trong tay của Smap. Ở đường dưới làm gì đây? Có pha tranh chấp cắp và người ăn được con cắp này đó là Khan. Score muốn dinh. Dinh một người Faker. Chỉ ném thùng rượu nổ là có chăn chối thôi mà. Faker đang rất tỉnh táo. Faker chưa phát hiện tầm nhìn của... Rồi có chiêu cuối không? Bật cho mình giày thú săn mồi lên. Faker đang muốn lùi về. Faker có chiêu cuối nhưng không có tốc biến. Và Faker đang bị ghi rất nhiều sát thương đến từ Score. Tuy nhiên đồng đội của SKT họ tới rồi. Bảo vệ Faker khỏi cái sát thương đến từ cả Score lẫn BD ở đường dưới. Khan đang muốn luồn ra. Khan cấp độ 16 trong khi Smap mới chỉ cấp độ 14 mà thôi. Chiêu cuối thả ra đến từ Khan. Khan có cho mình truyền máu, được tiến hóa, được cường hóa. Và như vậy là Smap đập hất băng Khan ra và phải tốc biến cho vai đầu vừa rồi. Như vậy lại mất đi tốc biến đến từ Smap rồi. Và kích hoạt cho mình cái hiệu ứng truy gai, dịch chuyển của học lên. Một pha bản thân mình cuối cùng. Teddy lấy mạng của Khan. À, Teddy lấy mạng của Smap trong pha thi đấu này. 0-5-1 đó chính là Kindia của Smap. Khan thi đấu quá tốt trong cái trận đấu này. Thực sự tốt. Bởi vì đi với một cái kèo gặp con dây thực sự không hề đơn giản một chút nào đâu. Và bây giờ các bạn thấy đồ Khan kìa. Đồ Khan bây giờ có nhiều chỉ số sức mạnh mỹ thuật trong người. Chỉ số máu ổn, giảm thời gian hồi chiêu ổn. Lên thêm cái đồng hồ can nữa thì bao khỏe. KT roster họ là muốn làm gì? Họ là muốn ngăn chặn đối phương ăn Baron. Kích hoạt Baron đến từ bên phía của SKT. Bây giờ lao ra không? Lao ra đến từ bên phía của SKT. Snowflower là người được chọn. Snowflower phải tốc biến trong trận đấu này. Khan tốc biến lên và làm chậm thành công. Snowflower là nằm xuống. BD đứng giữa đội hình của bên phía SKT. Và đại địa chấn siêu hùng giáng thế được tung ra. Combo huyền thoại là đây. Và BD Kindia rất xanh nhưng vẫn phải nằm xuống trong trận đấu này. Năm thành viên của SKT họ tràn vào đường giữa. Và họ muốn lấy đi cái nhà lính đường giữa chăng? Họ chỉ muốn lấy đi cái trụ thứ hai đường giữa thôi. Họ di chuyển ra Baron. Quyết định an toàn đến từ người chơi của bên phía SKT. Và họ muốn nuôi giấc mộng để bước vào ván 3. Ván đấu quyết định. Rất khó để dành cho KT roster có thể cướp được con Baron này. Cấp độ 13. Trong đó clip cấp độ 14 rồi. Galio muốn đứng ở cái bụi này và di chuyển ra khiêu khích không. Khiêu khích không thành công rồi. Nó quan tâm kìa. Score đang ở phía trên. Bụi. Dừng Baron chưa? Bây giờ có chiêu cuối đến từ Khan. Gango phải lướt về. Nhưng mà Smap gặp nguy hiểm. Hồi máu rất mạnh đến từ Khan với cái chiêu cuối của mình. Và họ là muốn ngăn chặn Score. Bây giờ ai là người có Baron này? Score bị tấn công. Và Score phải nằm xuống rồi. Baron còn 1200 máu chiêu cuối được tung ra đến từ Snowflower. Chiêu cuối của bài sáng được tung ra đến từ Teddy ở bên này. Thì Baron dành cho ai? Baron dành cho SKT rồi. Gango không còn năng lượng nữa. Gango phải nằm xuống. Faker người có điểm hạ gục. Này Snowflower bị làm chậm đến từ chiêu quy của Faker. Snowflower lùi về thành công với lớp giáp của mình. BD tới. BD muốn tấn công người Khan chăng? Khan rất khỏe trong pha combat này. Và như vậy là SKT họ có được Baron, họ có được 3 mạng của đội tuyển KT roster. Và Smap Kindia lại là 0-6-2. Ngược lại người anh của anh đó chính là Score. Kindia cũng là 0-5-4. Rồi chúng ta xem lại pha combat này. Đầu tiên là một pha làm chậm rất tốt đến từ Faker. Và Snowflower phải tốc biến. Tốc biến làm chậm và gây rất nhiều sát thương đến từ cả Khan lẫn người chơi xạ thủ Teddy. BD bị dính combo huyền thoại đại địa chấn kết hợp với siêu hùng giáng thế. Nằm xuống quá nhanh. Các thành viên khác của bên phía KT roster họ chỉ nhìn SKT trong tuyệt vọng mà thôi. Ở đây này thì Smap không có sát thương. Đổi dạng búa quá sớm. Và Smap phải nằm xuống. Ở đây thì combo rất tốt đến từ Glit. Nhưng mà Glit lại di chuyển lên trên rồi. Baron còn 1200 máu. Ông Glit ông đi bộ xuống trừng phạt ạ. Rồi có combo hất tung thành công đến từ Glit. Gango bị đánh liên tục và Gango nằm xuống rồi. Có một mạng dành cho Teddy với pha bắt bắn thần mì cuối cùng. Bây giờ SKT họ muốn tấn công cái đường giữa, cái nhà lính đường giữa này. Cảm giác KT họ đang buông chuột rồi. Một con dày quá fit. Gragas thì không tạo được nhiều dấu ấn trong trận đấu này. Con Lucian thì không thể nào chơi trên cơ so với Ezreal. Chính vì thế là KT ở trận đấu này họ đang thua thiệt quá nhiều so với đối phương
tỷ số vàng chênh lệch bây giờ đang là 10.000 tiền. Tuy nhiên quan trọng hơn, những vị tướng của SKT họ có một chiếc tướng tốt hơn ở giai đoạn giữa và cuối trận đấu. Đó chính là con bài Vladimir, đó chính là con bài Ezreal. Kéo thành công và la tới không, không làm gì cả. Như vậy Faker lùi về. Rồng tiếp theo là con rồng gió. Rất tiếc là con rồng nó hơi vô thưởng vô phạt ở thời điểm này của trận đấu. Nhưng mà không sao cả, ăn con rồng ở phút thứ 31 trận đấu thì rồng hoàn tuổi nó sẽ xuất hiện trong phút thứ 36. Đây là một pha combo obo rất tốt đến từ Clit. Và Gango lướt về. Nhưng mà từ đó là không đủ, Faker sử dụng cho mình bồi thêm cái chiêu cuối nữa. Ông Faker bật cho mình cái đồng hồ cát nữa. Rồi rồng gió đã thuộc về bên phía của đội tuyển SKT rồi. Đội tuyển SKT về nhà mua đồ cho mình rất nhiều trang bị lớn trong người. Faker có mình cho mình đồng hồ cát. Trượng hư vô đã có đến từ Khan. Khan không có đồng hồ cát trong trận đấu này. Chưa có chứ không phải là không có. Trong đó về nhà mua thêm cho mình đó là cái quyền trượng thiên thần đến từ Teddy. Và Teddy mua thêm cho mình cả một cái đồng hồ ngưng động nữa. Có thể lên giáp thiên thần hoặc bán đi sau này cũng được. Trở lại với trận đấu này thì SKT họ đang muốn làm gì đây? SKT họ là muốn tấn công lên cái trụ thứ hai đường trên với bùa lại Baron của mình. Mà bùa lại Baron nó sắp hết rồi. Teddy bây giờ nó rất xanh, gây sát thương lên người của đối phương nhiều hơn rất nhiều so với người chơi xạ thủ bên kia trên tuyến, đó chính là Gango. Khan được cắt cử ra để đẩy lẻ. Mà Khan phải cẩn thận trong vài tình huống này. Có kéo đến từ Snowflower nhưng mà không trúng khi mà Khan sử dụng đai lưng hay tách để lùi về. Trong khi đó SKT họ tấn công thành công cái trụ đường trên của đội tuyển KT Roster. Faker đang muốn làm gì đây? Faker muốn luồn ra phía bên góc bên cạnh của đội tuyển KT Roster và sẽ dùng chiêu E để băng qua cái lớp tường này. Teddy bắn tinh hoa tuôn chảy liên tục lên cái trụ và cấu rỉa máu không hề nhỏ. Clit đang muốn làm gì? Đại để chấn rất đẹp đến từ Clit. Siêu hùng dạng thế nó tung ra. Ở bên này thì chiêu cuối quá đẹp đến từ Khan. Khan sẽ quẩy giữa đội hình của bên phía KT Roster. Gango đang bắn trong tuyệt vọng. Ở bên này thì Ezreal đang được quẩy xuống dạng giáp thiên thần đến từ BD. BD bị hất tung. BD nằm xuống. Ở bên này Teddy bật cho mình cái đồng hồ và Teddy vẫn được quẩy. Khan quá xanh, Khan quá khỏe. Khan lao tới và Smep chỉ có thể cong đuôi mà chạy mà thôi. Ở bên này thì Nautilus nằm xuống rồi. Khan đánh vào người, sorry bạn, Smep đánh vào người Khan. Khan bật cho mình cái đồng hồ lên. Và Khan bật cho mình chiêu E lặn xuống hồ máu. Và chiêu E dứt điểm người của Lucian. Ở bên này thì còn mỗi Smep sống thôi. Bên phía SKT họ đang muốn bào Kim đi ơi. Chiêu cuối của ngoài sáng tung ra không tốt đến từ Teddy. Và như vậy là bên phía của SKT họ đã giành chiến thắng ở ván đầu thứ hai này. Cả hai đi team sẽ bước vào ván đầu thứ ba. Trong khoảng tầm 10 đến 15 phút nữa, chúng ta sẽ cùng đến với ván đầu thứ ba trong khoảng 10 đến 15 phút. Bây giờ anh em tranh thủ nghỉ ngơi nhé.